Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sáng ngày 12 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra kết quả tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Thủ tướng nhấn mạnh cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước nồng nàn, giáo dục lòng trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc, nơi tạo động lực truyền cảm hứng cho đồng bào chiến sĩ cả nước, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng của dân tộc, thể hiện sức mạnh nội sinh về tinh thần và vật chất mạnh mẽ của dân tộc. Thời gian tới, đất nước có nhiều sự kiện trọng đại, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực để trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phối hợp cùng các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, phát huy hơn nữa giá trị của cụm di tích Ba Đình để nơi đây mãi là địa điểm sinh hoạt văn hóa, chính trị và là nơi tìm về của mỗi người dân Việt Nam khi đến với Hà Nội và về với Bác. Chiều ngày 14 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Qua thực hiện triển khai chỉ thị 40 trong thời gian qua, Thủ tướng khái quát 6 mặt đường chủ yếu, 6 bài học kinh nghiệm quan trọng, nhấn mạnh phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, nâng cao hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 6 định hướng lớn thời gian tới để tín dụng chính sách xã hội tiếp tục là điểm sáng, trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội để thực hiện mục tiêu tất cả cùng phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau, cùng chia sẻ, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội rất nhân văn, bao trùm tổng thể toàn diện của Đảng, Nhà nước ta. Mở rộng cái quy mô tín dụng, tăng cường cái đối tượng được cho vay, nhất là cho các cái đối tượng là người nghèo, người khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, rồi người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người bị thiên tai lũ lụt, rồi có những cái trường hợp nó đặc biệt khác nó xảy ra trong cuộc đời, cuộc sống của mình, để làm sao tạo cái công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân, họ phát huy cái sức mạnh nội sinh của họ, phát huy cái tính tự lực, tự cường của họ để họ vươn lên, vượt qua những cái khó khăn, những cái thách thức, những cái hạn chế, những cái bất cập mà trong cuộc đời, cuộc sống của họ phải gặp phải, để rồi thoát nghèo, để làm giàu, để nâng cao cái đời sống tinh thần vật chất của chính bản thân họ. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm tập trung nguồn lực, cải thiện cơ cấu nguồn vốn trong Ngân hàng Chính sách Xã hội và tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành văn bản phù hợp nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong bối cảnh mới. Không đầu tư dàn trải mà có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt sử dụng các nguồn vốn trung ương và địa phương, lấy đầu tư công dẫn dắt kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội. Đây là quan điểm được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ để xem xét các báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng ngày 14 tháng 8. Thống nhất đề xuất xây dựng các dự án luật đầu tư công, sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc đề xuất sửa đổi các luật nói trên đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, góp phần triển khai 3 đột phá chiến lược, phòng chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đáp ứng mong muốn của người dân và doanh nghiệp về giảm thủ tục hành chính, chống phiền hà, sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, không tạo môi trường cho tiêu cực, xóa bỏ cơ chế xin cho, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát. Chỉ rõ đây là nhiệm vụ quan trọng trong tháng 8, cần được ưu tiên thời gian, nguồn lực. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xây dựng các dự án luật, trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm nay. Quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực cố gắng hơn nữa, làm việc quyết liệt hơn nữa, có trọng tâm trọng điểm hơn nữa trong giai đoạn nước rút cuối cùng với mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 2 tháng 9, tổ chức khánh thành vào dịp Quốc khánh. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An về tình hình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối vào chiều ngày 13 tháng 8. Thủ tướng yêu cầu rà soát lại, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Phát huy tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão, làm việc liên tục 24/7, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm được. 3K, 4 kíp, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng liên quan với tinh thần đã ra quân là chiến thắng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục phối hợp với các địa phương, quân khu 3, quân khu 4, lực lượng thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh để triển khai các công việc cụ thể. Tại những địa phương khác đã hoàn thành công việc thì phải làm tốt công tác hoàn nguyên môi trường và tiếp tục chăm lo ổn định đời sống, sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng, đã di rời để nhường mặt bằng cho dự án, dứt khoát không để ai không có chỗ ở, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, ở nơi mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Sáng ngày 16 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 9 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng. Phiên họp đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước từ năm 2021 đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025. Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại, thúc đẩy lẫn nhau. Đây là một trong những sức mạnh nội sinh của dân tộc, của đất nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nếu chúng ta làm tốt phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng sẽ tạo động lực, nguồn lực, truyền cảm hứng cho toàn xã hội, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng, tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn đến hết năm 2025, chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11. Tạo đột phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Việc đề xuất sửa đổi các luật có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về xây dựng và hoàn thiện thể chế. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về báo cáo đề xuất xây dựng luật sửa đổi, bổ sung 7 luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính vào chiều ngày 16 tháng 8. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về báo cáo đề xuất xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Chứng khoán, Luật Quản lý thuế. Thủ tướng khẳng định quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc tại các văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu Bộ Tài chính ưu tiên dành thời gian, nguồn lực, phân công lãnh đạo bộ phụ trách và bố trí các cán bộ có đủ năng lực, tâm huyết, trách nhiệm cho việc này. Về vi phạm sửa đổi, bổ sung, Thủ tướng cơ bản thống nhất đề xuất của Bộ Tài chính về việc xây dựng một luật để sửa đổi, bổ sung 7 luật trong lĩnh vực tài chính, yêu cầu tiếp tục rà soát để xử lý các vướng mắc mang tính cấp bách, từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Sáng ngày 17 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hà Nội về phát triển kinh tế xã hội và họp Hội đồng vùng đồng bằng sông Hồng. Thủ tướng nêu rõ quan điểm phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là trách nhiệm nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Thủ tướng chỉ rõ 10 nhiệm vụ cụ thể với Hà Nội, yêu cầu thành phố tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường vành đai 4, tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng thủ đô thông minh. Thủ tướng đã có ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của Hà Nội liên quan tới triển khai thi hành luật thủ đô, thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn vào các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, quy hoạch thủ đô Hà Nội và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô. Tại hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần tiến công trong triển khai các nhiệm vụ với 5 tiên phong, bao gồm tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tiên phong trong cải cách hành chính, phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, tiên phong lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, tiên phong trong huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là qua hợp tác công tư để phát triển nhanh và bền vững, tiên phong trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cũng trong sáng ngày 17 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị quốc tế trực tuyến Tiếng nói phương Nam. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng. Thủ tướng nhấn mạnh các nước phương Nam cần có một tầm nhìn chung và tư duy, hành động, cách tiếp cận có tính toàn cầu, toàn diện và toàn dân, tập trung vào 3 thúc đẩy, đó là thúc đẩy hiệu quả và thực chất hơn nữa, tiến trình cải cách các thể chế quản trị khu vực và toàn cầu, trọng tâm là cải tổ Liên Hợp Quốc dân chủ và hiệu quả hơn, thúc đẩy huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy các động lực mới cho tăng trưởng, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, coi đây là trọng tâm trong mọi cơ chế, sáng kiến hợp tác. Trước đó, vào chiều ngày 13 tháng 8, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Caroline Bireforth, đến chào nhân dịp đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao quan hệ Việt Nam-New Zealand ngày càng phát triển đi vào chiều sâu. Thủ tướng đề nghị hai bên đề ra lộ trình và nội hàm thực chất để hướng tới nâng cấp quan hệ và có những biện pháp đột phá hơn nữa để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2024 và 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026, bao gồm tạo điều kiện cho các sản phẩm xuất nhập khẩu của nhau. Cảm ơn và đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành cho cán bộ cấp trung ương và địa phương của Việt Nam, cũng như mở rộng giao lưu nhân dân. Chân thành, tình cảm, tin cậy, thực chất, hiệu quả, đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ thông điệp này tại buổi tiếp đại sứ Nhật Bản Ito Naoki đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam vào ngày 13 tháng 8. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đại sứ Nhật Bản tích cực phối hợp triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp, phát triển với 6 điểm hơn gồm củng cố sự tin cậy chính trị gắn bó, mật thiết hơn thông qua tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao của lãnh đạo chính phủ và Quốc hội Nhật Bản đến Việt Nam, tăng cường hợp tác kinh tế, liên kết kinh tế mạnh mẽ hiệu quả hơn, mở rộng hợp tác toàn diện hơn ra các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, phát thải dòng bằng không, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo thực chất hiệu quả hơn, đẩy mạnh gắn kết nguồn nhân lực, hợp tác lao động địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân mật thiết, sâu sắc hơn, tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Chiều ngày 12 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, chủ trì cuộc họp rà soát cho ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quá trình xây dựng hoàn thiện dự thảo nghị định phải giải quyết được một số vấn đề quan trọng, mở ra hướng mới cho người nông dân trong phát triển kinh tế, làm giàu từ đất trồng lúa. Ngoài kinh phí hỗ trợ thường xuyên đối với đất chuyên trồng lúa, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải tạo khác biệt mang tính đột phá về chính sách đối với vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao với nguồn lực đầu tư tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, ra tấm, ra món như kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông đầu mối, nghiên cứu về giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, áp dụng quy trình khoa học công nghệ, thu hoạch, bảo quản, chế biến. Dư địa phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền Bắc còn nhiều, vì vậy phải có chính sách để khuyến khích đầu tư phát triển hiệu quả. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đặt ra yêu cầu này tại cuộc họp rà soát cho ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định về điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vào sáng ngày 13 tháng 8. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận thêm về chính sách ưu đãi đối với trường hợp đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, có lắp đặt hệ thống lưu trữ điện năng, có tính chất như nguồn điện nền, cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà tại các khu cụm công nghiệp để không chồng chéo với Nghị định số 80 quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị liên quan tính toán về nhu cầu phụ tải, khả năng bảo đảm an toàn hệ thống, mạng lưới truyền tải tại các địa phương, vùng miền khi huy động nguồn điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu có đấu nối vào hệ thống điện quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Ngày 12 tháng 8, đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về triển khai kế hoạch chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước. Về nội dung kiểm tra, Phó Thủ tướng nêu rõ, công tác kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện cơ chế phối hợp qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của các cơ quan chức năng. Trọng tâm là kết quả phát hiện, chuyển giao các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đến cơ quan điều tra có thẩm quyền của các cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó, kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền những nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện cơ chế phối hợp. Trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và hoàn thiện cơ chế phối hợp và quy định của đảng, chính sách, pháp luật có liên quan. Ngày 13 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 79 CĐ-TTg về việc các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả việc thi hành luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản nhằm tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Trong đó, Bộ trưởng các bộ Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo kiểm tra đôn đốc hướng dẫn việc ban hành văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền được quy định trong luật và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật ở các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chính phủ.vn để có thêm thông tin liên quan đến các hoạt động, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý, yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua @chính phủ.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.